Xin chào các anh chị và các bạn. Hôm nay chúng ta lại gặp nhau ở phần 5 trên 6 của bài 21. Trong phần này chúng ta cùng nhau tìm hiểu cái đoạn đàm thoại và cái bài văn ngắn. Này, xin mời mọi người chúng ta cùng theo dõi nào. Đầu tiên chúng ta có một cái đoạn đàm thoại là Trình thiện y trang tân chi bẹo Trình thiện y trang tân chi bẹo Xin vui lòng điền. Tự thiện là điền. Y trang tân chi bẹo Vào một cái bảng đăng ký. À, tân chi bèo là bảng đăng ký trong đoạn này nó có một khách hàng à, một cái người khách muốn đặt phòng ở khách sạn và người ta liên hệ với khách sạn cái người khách đã nói trước xéo chè ngồi giáo tin cơ phản chén xéo à, chè là cô ơi hoặc là chào cô của giáo tin cơ phản chén tôi muốn đặt một cái phòng tôi muốn đặt một phòng nĩn sàng tiên sắm ở phản chén nĩn sàng tiên sắm ở phản chén anh muốn đặt phòng gì tan rỉnh ta

cây niến thén họ là cây niến thén họ là, là điền xong rồi cây niến ta sẽ dịch là nè anh hoặc là nè chị ví dụ cái người tiếp tân đó là nữ gọi là xéo chè thì cây niến có nghĩa là đây là cô rồi sấm ở tru sấm khi nào thì đến ở sấm ở sửa hâu tru liền cơ si hô cơ si hô hai tuần sau xin mời mọi người chúng ta cùng đọc nha trình thiến y trang tân chi biểu 小姐，我要订个房间。您想订什么房间？单人的还是双人的？我订一个双人房间。请填一张登记表。填好了，给您。 什么时候住？两个星期以后。xin mời mọi n g 请填一张登记表。小姐，我要订个房间。您想订什么房间？单人的还是双人的？我订一个双人房间。请填一张登记表。填好了，给您。 hồ. kế tiếp nữa chúng ta có một đoạn là trơ sưu hồ tâm miễn phiên có nghĩa là đây là danh thiếp của tôi mình sẽ đọc và giải thích trước sau đó rồi mời các bạn đọc theo nhé trong đây nó có một cái đoạn tức là có một nhân viên của một công ty du lịch ra sân bay đón một cái người khách từ nước ngoài đến nín sư sơn ma Nín Ông là ông Michel, phải không? Hóa, pian. Hóa, tôi là lý hoa Đây là danh thiếp của tôi Thì cái ông mì đó Ông mới nói là lì nín họ Lì họ Xin chào ông Lý Wa Wa Tôi chính là Michel đây là tôi chính là Michel đây Hoan diễn niệm, to trung của lại. Hoan diễn niệm, to trung của lại. Hoan diễn là hoan nghênh, chúc mừng gì đó. Mình dịch là chào mừng, chào mừng ông đã đến Trung Quốc. To một cái nơi nào đó lại có nghĩa là lại cái nơi đó. Như vậy là to trung của lại có nghĩa là lại trung của. Tôi xin giới thiệu một chút. Đây là vợ tôi, Mary. Đây là vợ li. Tôi xin giới thiệu một chút đây là vợ của tôi, Mary. Tiếng Việt mình thì cái tên đặt phía đằng trước, đây là Mary vợ của tôi nhưng mà trong tiếng Hoa cái tên riêng nó đặt ở phía sau. Trời sư Wo chi Mary. Xin chào Michelle phu Xin chào bà Michelle, bà Michelle, hoan y hoan yến, à, xin chào mừng bà đã đến. Wa tay chúng tôi dự định tay yi ke sinh si lưu lại một tuần hoặc là ở lại một tuần. cây niễn thiên mã phan là cây niễn thiên mã phan là thêm phiền phức cho anh rồi. À, khơ chi. À, khơ chi. không có sao hoặc là đừng khách sáo. Xin mời mọi người chúng ta cùng đọc nha. Nín sư Michelle xin sơn ma. 我是李华，这是我的名片。李先生，您好，我就是米切尔。欢迎您到中国来。我来介绍一下，这是我的妻子玛丽。您好，米切尔夫人，欢迎欢迎。 我们打算待一个星期，给您添麻烦了，不客气。现在我们每个人，我们大家一起您是米切尔先生吗我是李华，这是我的名片。李先生您好，我就是米切尔，欢迎您到中国来。 Hãy subscribe cho kênh tiếp nữa, xin mời mọi người chúng ta cùng xem một cái bức thư. À, một cái bức thư mà vợ chồng ông Mitchell à, gửi cho Đại sứ quán Trung Quốc hỏi cái thủ tục để mà đi Trung Quốc du lịch. Xin mời mọi người chúng ta cùng theo dõi nha. Y phân xin một bức thư. Wǒ jiào Mǐ Chèr, wǒ jiào Mǐ Chèr, tôi tên là Mǐ Chèr, sư Mỹ của rèn, là người Mỹ. Trú tại New York, trú tại New York, sống ở New York. 52 tuổi, 52 tuổi,

cần phải làm nà xe sổ xì là những thủ tục gì? À, xin hỏi cần phải làm những thủ tục gì? Wò pan quang sâu to nín ta hủy xin. Tôi mong chờ nhận được thư hồi âm của ông hoặc là bà gì đó. Ti trự xin an xin phân sang ta xẻ. Địa chỉ xin dựa vào cái địa chỉ trên bì thư. xe xe là cảm ơn. Sau đây xin mời mọi người cùng đọc theo mình nha. Y phân xin. 我叫米切尔。 是美国人，住在纽约，五十二岁，是汽车公司的经理。我妻子叫玛丽，是公司的秘书。今年夏天，我们俩打算去中国短期旅行。

一封信。我叫米切尔，是美国人，住在纽约，五十二岁，是汽车公司的经理。我妻子叫玛丽，是公司的秘书。今年夏天，我们俩打算去中国短期旅行，时间大约是一个月。请问需要办哪些手续？我盼望收到您的回信。 Tì trữ xin an xin phân sang tài xỉa. Xê Và đến đây mình xin kết thúc phần 5 trên 6 của bài 21. Xin cảm ơn các anh chị và các bạn đã quan tâm và theo dõi. Hẹn gặp mọi người ở video clip kế tiếp. Xin chào mọi người và chúc mọi người học tốt môn ngoại ngữ này.